Thu Hiền chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm Thế giới. Thưa quý vị, một trong các sự kiện gây chú ý nhất thế giới tuần qua là lệnh tổng động viên cục bộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo giới quan sát thì diễn biến trên cho thấy cục diện xung đột dường như sắp có nhiều chuyển biến mới khó lường. Nhưng liệu quyết định có ảnh hưởng gì đến triển vọng kinh tế thế giới và tác động gì về mặt xã hội hay không? Chương trình chúng tôi đã có cuộc thảo luận với chuyên gia Wendy. Ông là CEO của Casuco và là thành viên ban cố vấn công nghiệp của Đại học Taylor's Malaysia. Ông có nhiều kinh nghiệm về quan hệ thương mại quốc tế, nhưng trước hết thì hãy cùng nhìn lại những tác động mà xung đột ở Đông Âu đã hằn lên nền kinh tế toàn cầu trong 7 tháng qua. Gần 7 tháng sau khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với mối đe dọa tàn khốc theo AP. Các chính phủ, doanh nghiệp và gia đình trên toàn thế giới đang cảm nhận được những tác động kinh tế của cuộc xung đột. Chỉ 2 năm sau khi đại dịch COVID-19 tàn phá thương mại toàn cầu, lạm phát và chi phí năng lượng tăng cao khiến viễn cảnh mùa đông lạnh giá và tăm tối ngày càng rõ ràng ở châu Âu. Giá lương thực cao và tình trạng thiếu lương thực trở nên tồi tệ hơn do các lô hàng phân bón ngũ cốc từ Nga và Ukraine bị cắt giảm, có thể khiến nạn đói lan rộng kéo theo tình trạng bất ổn ở các nước đang phát triển. Theo AP, xung đột ở Ukraine đã khiến cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ thấp triển vọng kinh tế toàn cầu lần thứ tư trong vòng chưa đầy một năm. Cơ quan này dự báo nền kinh tế tăng trưởng 3,2% trong năm nay, giảm so với mức 4,9% mà họ dự báo vào tháng 7 năm 2021 và thấp hơn nhiều so với mức 6,1% của năm 2021. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc cho biết giá lương thực và năng lượng tăng đã khiến 71 triệu người trên toàn thế giới rơi vào cảnh đói nghèo trong 3 tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Các nước ở Balkan và châu Phi cận Sahara bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo dự báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, có tới 181 triệu người ở 41 quốc gia có thì bị khủng hoảng nạn đói trong năm nay. Ngay cả trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu, nền kinh tế toàn cầu đã phải chịu nhiều áp lực. Lạm phát tăng vọt khi sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch áp đảo các nhà máy, cảng và bãi vận chuyển hàng hóa, gây ra tình trạng chậm trễ, thiếu hụt và tăng giá. Đáp lại, các ngân hàng trung ương bắt đầu tăng lãi suất để cố gắng hạ nhiệt tăng trưởng kinh tế và kiềm chế giá cả. Trong nhiều năm, nền kinh tế công nghiệp châu Âu phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga. Nhưng giờ đây họ phải hứng chịu một cú sốc lớn, đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày càng tăng khi Nga hạn chế dòng khí đốt. Adam Posen là Chủ tịch Viện Kinh tế Quốc tế Peterson và từng là nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh cho biết, châu Âu có nhiều rủi ro và áp lực suy thoái hơn so với các nền kinh tế thu nhập cao khác. Trong khi đó, nền kinh tế Nga cũng không thoát khỏi vòng xoáy tác động. IMF dự đoán nền kinh tế Nga sẽ sụt giảm 6% trong năm nay. Sergei Alexandrenko, một nhà kinh tế người Nga hiện đang sống tại Mỹ, lưu ý rằng doanh số bán lẻ của Nga đã giảm 10% trong quý thứ hai so với cùng kỳ năm trước do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Một sự kiện đáng chú ý tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh động viên vào hôm 21 tháng 9, lần đầu tiên kể từ đệ nhị thế chiến. Mệnh lệnh trên đã mở đường để Moscow huy động bổ sung 300.000 quân nhân cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo Sputnik, các biện pháp động viên một phần tại Nga bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9. Tổng thống Putin trong vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tuyên bố Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để bảo vệ lãnh thổ của Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, việc điều động binh sĩ sẽ không áp dụng cho sinh viên đại học cũng như lính nghĩa vụ. Ông nhấn mạnh Nga sở hữu khả năng huy động lực lượng vô cùng lớn, có thể triệu tập gần 25 triệu người với kinh nghiệm quân sự. Theo đó, mức huy động một phần này chỉ là 1% hoặc hơn một chút trong tổng số người có thể được tổng động viên. Ngoài ra, khi trả lời báo chí vào hôm 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lệnh động viên sẽ ưu tiên lính dự bị đã qua đào tạo như người điều khiển xe tăng, thành viên kíp pháo binh, lái xe, thợ máy và bộ binh cơ giới. Một sắc lệnh liên quan đến việc huy động lực lượng cục bộ của Nga đã được công bố trực tuyến ngay sau mệnh lệnh của Tổng thống Putin. Đáng chú ý, tài liệu này bao gồm 10 điều khoản, nhưng điều số 7 lại không được công khai. Khi được yêu cầu bình luận về điều khoản không được công bố trong sắc lệnh tổng động viên một phần, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng nó liên quan đến số lượng nhân sự được huy động và được sử dụng với mục đích nội bộ. Đó là lý do tôi không thể tiết lộ được.
Tuy nhiên, vị quan chức này lưu ý, điều duy nhất tôi có thể nói là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nhắc đến con số 300.000 người. Như ông Shoigu nói, số quân này không được tuyển dụng đồng thời. Theo chuyên gia Paul Tang từ Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và xung đột Nga-Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực tại nhiều quốc gia ASEAN. Cuộc khủng hoảng đã lộ ra sự phụ thuộc của nhiều nước khu vực vào lương thực nhập khẩu, đồng thời cho thấy các nước đang thiếu một chiến lược phối hợp sản xuất lương thực. Các chuyên gia còn cảnh báo cuộc xung đột không hồi kết rõ ràng gây tổn hại đến EU và từ đó ảnh hưởng đến bức tranh phát triển của Đông Nam Á trong năm 2022 từ thương mại đến du lịch. Vậy với quyết định động viên quân của ông Putin, các nước Đông Nam Á sẽ chịu thêm tác động gì hay không? Theo ông Randy Ong là CEO của Kasugo và là thành viên ban cố vấn công nghiệp thuộc Đại học Taylor's Malaysia, lệnh động viên quân của Tổng thống Putin tiếp tục tạo ra sự không chắc chắn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Yes, indeed. The mobilization announcement was Nga và Ukraine là nhà xuất khẩu hàng hóa hàng đầu thế giới. Bất cứ thông tin nào về khả năng xung đột kéo dài đều có thể tạo ra nỗi lo về tính không chắc chắn. Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng lạm phát trên các nước ASEAN. Tuy nhiên, khác với thời gian ban đầu khi xung đột vừa mới nổ ra, đại động viên quân của ông Putin giờ đây đã được nhiều nhà kinh tế dự đoán, nên ít nhiều các nước cũng đã chuẩn bị cho viễn cảnh này. Phần lớn các nước đã định hình lại chính sách giám sát trong thời gian vừa qua và vẫn đang theo dõi diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột để đưa ra chiến lược phù hợp. Theo một báo cáo hồi tháng 3 của ngân hàng Maybank ở Malaysia, do xung đột ở Ukraine suy thoái ở châu Âu rộng hơn và sẽ có tác động lớn hơn đến xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng của ASEAN. Theo Maybank, EU chiếm 9% tổng kim ngạch xuất khẩu của ASEAN và đầu tư trực tiếp nước ngoài từ EU chiếm 11% tổng vốn đầu tư của ASEAN. DBS Group Holdings, ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á của Singapore, còn đưa ra cảnh báo dù mối liên kết tổng thể của khu vực với Nga không cao bởi Nga chỉ chiếm 0,4% xuất khẩu và nhập khẩu của ASEAN. Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế đối với xuất khẩu của ASEAN có thể đến từ sự suy thoái trên diện rộng của châu Âu nếu xung đột kéo dài. Theo ông Wen Yong, có hai hướng giải quyết mà các nước và doanh nghiệp có thể áp dụng đối với tình hình gián đoạn chuỗi cung ứng. Thứ nhất là tham gia vào các chính sách bảo hộ để kích thích sản xuất trong nước bằng cách hạn chế nhập khẩu từ các nước khác. Thứ hai, các nước nhỏ hơn như Singapore, không có ngành sản xuất mạnh mẽ trong nước, sẽ cần tạo ra hệ sinh thái nhằm đảm bảo tính ổn định của chuỗi cung ứng. Theo ông, việc các nước sử dụng chính sách bảo hộ là nhằm để đảm bảo đủ nguồn cung trong nước, đảm bảo giá cả không tăng quá mức và đảm bảo tính bền vững nguồn cung. Tuy nhiên, biện pháp cũng có thể ảnh hưởng đến chính người dân do một số mặt hàng nhập khẩu có thể khá đắt đỏ. Việc thực hiện chính sách bảo hộ sẽ tốt cho nền kinh tế của quốc gia đó, bởi người dân sẽ được khuyến khích sử dụng sản phẩm nội địa. Nhưng về mặt lâu dài, việc giới hạn các sản phẩm cũng gây ra tác động tiêu cực, khiến cho các nhà cung cấp chỉ muốn gửi hàng hóa đến một số quốc gia nhất định. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong khu vực ASEAN. Theo chuyên gia, viễn cảnh xấu nhất liên quan đến chính sách bảo hộ đó là việc thiếu mong muốn giao thương với ASEAN, cùng với đó là gia tăng mức độ khác biệt, thiếu sự tin tưởng. Điều này đặc biệt nguy hiểm ở một số khía cạnh. Cùng với việc thiếu mong muốn giao thương sẽ là tình trạng thiếu hụt nguồn cung và dẫn đến viễn cảnh xấu là tình trạng mua hàng hoảng loạn. Giá cả tăng vọt, lạm phát leo thang. Do đó, quan trọng là thúc đẩy các nước ASEAN tiếp tục quan hệ thương mại song phương, cùng với việc xây dựng hệ sinh thái lâu dài và bền vững. Mặt khác, ông còn cho rằng ASEAN cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm gia tăng khả năng phục hồi của các nền kinh tế. Có thể thấy không chỉ Mỹ và Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn của ASEAN, mà Nhật Bản từ lâu đã trở thành đối tác phát triển quan trọng của các quốc gia Đông Nam Á. Thêm nữa, các quốc gia châu Âu có mối liên kết kinh tế sâu rộng và lâu dài với khu vực. Chuyên gia kỳ vọng Nhật Bản và EU với lịch sử lâu dài về chính sách công nghiệp có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tốc đa dạng hóa ở khu vực. Ở góc nhìn hẹp hơn, theo ông Paul Tang, từ Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore, các nước Đông Nam Á cần giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu để giảm thiểu tác động của những biến động thị trường toàn cầu đối với an ninh lương thực của khu vực. Trong khi lương thực chính của ASEAN là gạo, nhu cầu về lúa mì, đậu tương và ngô đã tăng lên trong thập kỷ qua, mức tăng mà sản lượng ASEAN không thể đáp ứng được.
Để đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi phải nhập khẩu lớn từ bên ngoài khối. Trong khi đó, tình trạng mất an ninh lương thực đã làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của ASEAN đối với sự gián đoạn trong nhập khẩu thực phẩm. Một số nước hiện đang ưu tiên sản xuất nội địa hóa và chuỗi cung ứng ngắn hơn, đáng tin cậy hơn. Ban thư ký ASEAN ước tính rằng ASEAN đã nhập khẩu 61 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nông nghiệp từ bên ngoài khối vào năm 2020. Các quốc gia ASEAN là một trong những nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và nhập khẩu một lượng đáng kể đậu tương và ngô. Điều này phản ánh việc sản xuất thực phẩm chính của ASEAN không đủ. Các quốc gia thành viên ASEAN có sự khác biệt về năng lực sản xuất gạo, lúa mì, đậu tương, ngô, dầu thực vật và chăn nuôi. Năm 2020, ASEAN sản xuất được 46 triệu tấn ngô, 735.000 tấn đậu tương và 113.400 tấn lúa mì. Sản lượng ngô của ASEAN đáp ứng khoảng 75% nhu cầu của khu vực do sản lượng tương đối thấp so với các nước xuất khẩu ngô lớn ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Theo chuyên gia Portang, các nước ASEAN cần phối hợp cùng nhau và phát triển một chiến lược phối hợp để giảm sự phụ thuộc của khu vực vào nhập khẩu lương thực. Tăng sản lượng gạo có thể giúp khu vực này trở thành nước xuất khẩu gạo ròng, củng cố vị thế của mình trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực khác. Tuy nhiên, diện tích lúa lớn bị chiếm dụng và nhu cầu tăng sản lượng lúa làm dấy lên lo ngại về tác động môi trường. Đất trồng lúa là yếu tố đóng góp lớn nhất vào việc phát thải khí metan của ASEAN. Các nhà hoạch định chính sách phải cân bằng nhu cầu giảm sự nóng lên toàn cầu với việc tăng sản lượng gạo. Đất trồng đậu tương và lúa mì vẫn còn tương đối khan hiếm trong ASEAN, khiến khoảng cách giữa nhập khẩu và sản xuất rất lớn. Việc tăng diện tích và sản lượng cây trồng sẽ đòi hỏi một chiến lược phối hợp. Các giống đậu tương và lúa mì mới cần được cung cấp nhanh chóng bằng cách thực hiện công nghệ nhân giống cải tiến và cải thiện quản lý dịch hại. Ngoài tác động kinh tế, theo ông Wendy Ong, lệnh điều quân của ông Putin còn có thể gây ra ảnh hưởng về mặt xã hội với các làn sóng di cư có thể đổ về các nước Đông Nam Á. Điều này đặc biệt trong bối cảnh nhiều thông tin người dân Nga đổ xô tìm cách ra nước ngoài sau tuyên bố điều quân của Tổng thống Nga. Theo Reuters, sau khi sắc lệnh được ban hành, số lượng chuyến bay một chiều rời khỏi nước Nga đã tăng lên chóng mặt. Giá vé máy bay đi từ Moscow tăng vọt lên 5.000 đô la Mỹ cho một chiều đến các địa điểm nước ngoài gần nhất. Rất nhiều hãng máy bay tại Moscow đã hết vé trong vài ngày tới. Ngoài ra, các cửa biên giới của Nga với các nước láng giềng trở nên tấp nập khi nhiều người đang cố gắng rời khỏi đất nước. Dữ liệu từ Google Trends cho thấy tỷ lệ tìm kiếm vé máy bay rời Nga đã tăng gấp 100 lần ngay sau khi Tổng thống Putin phát lệnh động viên. Tuy nhiên, vừa qua, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin người dân Nga đổ xô tìm cách ra nước ngoài sau khi Tổng thống Putin ban bố lệnh động viên. Phía Nga khẳng định đó là đồn đoán sai lệch. Trong phát biểu mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho hay thông tin trên đã bị phóng đại. Vị quan chức nói thêm, hiện có rất nhiều đồn đoán sai lệch liên quan đến vấn đề này. Người dân cần cẩn trọng để không trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch. Theo Reuters, sắc lệnh động viên của Tổng thống Putin cũng gây ra những phản ứng trái chiều đối với người dân Nga. Hôm 23 tháng 9, hãng tin Reuters cho biết hàng nghìn người Nga đã tham dự các cuộc meeting ủng hộ chính phủ tại các thành phố Moscow và Saint Petersburg của Nga. Chính quyền địa phương ở Moscow cho biết có 50.000 người đã đến ủng hộ lệnh động viên quân sự một phần và tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 khu vực của Ukraine về việc gia nhập Nga. Nikolai Nivoshenia, một cư dân Saint Petersburg tham gia cuộc biểu tình cho biết: "Chúng tôi ở đây để hướng về những người lính Nga hiện đang ở chiến tuyến. Chúng tôi muốn cho họ thấy rằng người Nga luôn ủng hộ họ." Liệu làn sóng di cư có trở thành vấn đề nan giải cho các quốc gia Đông Nam Á và các nước ASEAN sẽ giải bài toán đa dạng hóa chuỗi cung ứng như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ở các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.